Từ cuối tháng Chạp, những người Paco ở huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tất bật chuẩn bị cho ngày hội mừng lúa mới được tổ chức 5 năm một lần. Năm nay, bà con tổ chức to hơn, rộn ràng hơn bởi lễ hội mừng lúa mới vừa được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa quốc gia. Lễ mừng lúa mới được tổ chức trong cộng đồng Paco khi vụ mùa vừa kết thúc. Cũng tại thời điểm này, theo phân công của già làng, phụ nữ sẽ chuẩn bị các món ăn, đàn ông lo phần cúng tế. Già làng sẽ đứng ra để cúng, tiếp chuyện các thần linh. Hôm nay là cái hồn nó rất là rõ khi bản thân của những người dân, những người mà đã từng làm lễ hội đó một cách chính thức, họ ra họ diễn lại, họ trình diễn lại, họ trình bày những công việc người ta làm và như vậy tạo một ấn tượng rất lớn đối với du khách cũng như là với công chúng. Năm 2019, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ghi danh lễ cúng lúa mới Alacong của người Paco ở A Lưới vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trên cơ sở đó, huyện A Lưới đã triển khai đề án bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người dân tộc Paco nói riêng và các đồng bào dân tộc sống ở A Lưới nói chung, với mong muốn sẽ trở thành những sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn. Đây là cũng là cái cơ hội để thế hệ trẻ biết, hiểu và kế thừa phát huy những giá trị văn hóa của ông cha mình và làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn các cái lễ hội trong thời gian tới. Người Paco trên dãy Trường Sơn coi trọng thờ cúng tổ tiên, nhưng họ không có nhiều lễ hội trong năm. Bên cạnh cho việc sưu tầm, khôi phục những lễ hội vốn đã ít ỏi của bà con Paco, huyện A Lưới đang có kế hoạch đưa các lễ hội truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện vào trường học, giúp cho con em đồng bào các dân tộc được tiếp cận văn hóa lịch sử của đồng bào mình một cách tường tận hơn, từ đó hình thành ý thức bảo vệ, phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc quê hương mình.